Xin chào mọi người. Rồi quay lại cái kênh của mình, ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến cái công viên Oakville. Thì cái công viên này đó là cái công viên lớn nhất mà nó nằm ngay sát bờ hồ luôn của cái thị trấn Oakville này. Cái công viên này á, nó có cái bờ hồ nó rất là dài mà nó liên tục nối với lại những cái công viên khác ha. Nó nằm gần ngay cái cảng, cái bến cảng của đậu mấy cái du thuyền. Ở dưới đây là cái bạc kinh ha, cái chỗ đậu xe. Đậu xe cho du thuyền, khách đi du thuyền cũng có mà đậu xe cho khách vô công viên cũng có. Con thiên nga nó đang lặn.
công viên này, mình đậu xe xong là mình thấy ngay cái bờ hồ luôn. Ngày hôm nay trời trong xanh quá, hai nước nó xanh đẹp. Mình đứng trước cái chỗ này, nó gọi là Oakville Museum, viện bảo tàng của Oakville. Nó có ngôi nhà cũng nhỏ thôi, mình chưa vô chỗ này lần nào hết.
công viên này nó có con đường đi bộ hồ, nó sẽ dẫn tới cái công viên Oakview Park. Nó có cái đỉnh trên kia, mình quay cho cao ha. Đó, cái bục đứng đó có cái thanh sắt đó, cái công viên đó là Oakview Park đó. Công viên này đông lắm, mùa hè thích nhiều người ra đây chơi, tại vì cái bờ nó cũng dài mà nó đẹp. Mình cảm giác là cái bờ hồ của cái thành phố Oakview này á, mấy cái công viên nó sát cái bờ hồ nó lại đẹp hơn Toronto, tại vì họ sử dụng nhiều tiền hơn cho làm mấy cái kè bằng đá này nè. Đó, họ làm mấy cái kè đá này đó to đẹp, rồi có chỗ mà nó làm những cái kè đá nó dọn, nó rải những cái đá sỏi mà nó nhỏ hơn á, để cho mình xuống tàu, muốn cái cây giác cano mình xuống chơi được, tùy theo khu vực. Cái chỗ này nó chỉ để nó rải mấy cái đá tảng to này để cho ta ngồi ta ngắm cảnh. Còn cái chỗ nào mà nó cho xuống tàu được đó, thì nó lại rải cái đá nhỏ xuống hơn. Họ đầu tư nhiều hơn. Chị mới bắt được con cá hả đó? Cá. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này. Nếu các bạn thích, xin nhấn nhùm nút like và nhấn nút đăng ký kênh để được nhận các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.